này. Anh chị có bao giờ kỷ niệm những chiếc xe này chưa? Thì mình lên app thử mình coi anh chị, để mình tham khảo cái số đó là, để lát đi vòng coi chuyên cơ mặt đất này đi đâu. Xe bây giờ thì đa số thì anh chị nói à xe này kênh nước đen đen chị đó, để đi vào nhà đó. Bán đủ thứ hết, chợ này nhộn nhịp quá. Không biết có bít đường hay không. Dạ, xin đi đòn thân ái mến chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh xin đi đòn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 2022. Còn khoảng 2 tuần nữa thôi là chúng ta đón cái Tết Nhâm Dần 2022 rồi. Nhưng cái Tết sắp tới thì xin đi cũng kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng bình an, an vui và hạnh phúc. Quan trọng là sức khỏe, dồi dào. Thì hôm nay thì xin đi muốn cập nhật đường phố Sài Gòn gửi tới anh chị và các bạn. Xin đi đang đứng ở công viên Phú Lâm, mé bên trái, và đi thẳng là chúng ta ra mũi tàu Phú Lâm. Phía sau lưng xin đi đó, đó là ngã tư cây Gia Xà. Đường phố thì nhộn nhịp lắm anh chị. Người thì giao hàng, chở hàng, có những chiếc xe hoa. Người ta chở hoa tới ở khu vực chợ hoa Tết, hoặc là người ta đi giao. Trời á, thì chưa Tết, có thể là lòng sinh đi à, đang rạo rực cái Tết, nên chính vậy mình thấy những cái cảnh đó đường phố nhộn nhịp lắm. Và với video clip này, sinh đi sẽ xuất phát từ mũi tàu Phú Lâm đi vào xa cảng miền Tây để coi cái không khí người ta mua vé những chuyến xe rời bến đưa hành khách về quê ăn Tết, một cái Tết sum họp gia đình à, như thế nào, và mang theo con đường lục tỉnh để về với cái chợ An Lạc nha anh chị ha. Rồi chúng ta cùng đi. Và một lần nữa trước khi đi thì xin đi chúc anh chị luôn lúc nào cũng an vui và hạnh phúc nha. Rồi chúng ta đi. Đường phố tấp nập vui lắm, xe cộ nhộn nhịp, xe tải, xe hàng, xe ba gác. Đây là công viên Phú Lâm à, mà quận 6 cũng lạ lắm anh chị à, công viên à, có cái rào, kể cả khu vực Bình Phú cũng rào, khu vực này cũng rào. Rồi tất cả cái kinh doanh buôn bán ăn uống được mở lại hết rồi anh chị, mặc dù là dịch rồi biến thể Omicron, nhưng mà với sự góp ý động viên của cô chú anh chị và các bạn, những cái video Tết này mình tạm gác qua một bên. Tất nhiên mình phải cẩn thận để mình quay lại những cái không khí Tết như thế này. Đây là cái bồn binh mũi tàu Phú Lâm, và xin đi sẽ hướng về xa cảng miền Tây nha. Con đường được mở rộng để cho xe cộ rất là tấp nập. Ngày xưa những năm thập niên năm 80 hoặc là 90 thì đây là cái vùng ven, anh chị nhớ không, cái vùng ven con đường rất là nhỏ, nhà cửa thì thưa thớt, nhưng mà bây giờ thì nhà cửa đông lắm anh chị, mái trái thì có những hẻm, bên phải có những cái hẻm để đi vào một cái khu xóm, khu dân cư. Cứ tới bến xe là nhớ tới những chuyến xe về quê, về miền Tây, về miền Đông,
Năm nay thì có lẽ rằng bà con về quê phần lớn rồi anh chị, cái đợt kỳ trước đó, nên không biết là bến xe năm nay thì như thế nào. Một số tỉnh cũng chưa thống nhất, có tỉnh thì khuyến khích là mọi người nên ở đâu thì ở yên đó, đừng về quê sợ lây lan. Một số tỉnh thì thoải mái. Rồi chuẩn bị xa xa chúng ta thấy cầu vượt, đó là ngay chỗ bến xe xa cảng miền Tây anh chị. Bây giờ xe đò nó thay đổi nhiều so với ngày xưa, có máy lạnh, thường thường là phải có máy lạnh người ta mới đi, còn không có máy lạnh người ta không đi đâu. Còn cái thời gian bao cấp khó khăn quá, xe lô, xe thang nhồi nhét, xe đò ôi thôi nhét mà. Và mọi người lúc đó cũng phải chịu thôi anh chị, khó khăn lắm. Rồi bây giờ chúng ta qua đường nha, để đi vào bến xe. Xe cộ nhiều, đi con đường này cũng rất là cẩn thận, dòng xe xuôi ngược tấp nập. Không có cho ngõ vô. Vô thì cũng được, nhưng mà có một cái là mình thấy cái bảng ngược chiều mà mình lại vô nữa, là mình sẽ nép theo lề để đi nha anh chị ha. Cứ tới đây thì nhớ những chuyến xe đò về bến để làm mấy anh xe đò ôm nè. Nó nha, cái thằng áo đỏ bốn mắt nha, của tao, giành giật nha, vui lắm. Cứ đi bến xa cảng miền Tây là nhớ những cái chuyến đi công tác, Rạch Giá, rồi Cần Thơ, Long Xuyên, vân vân. Đây, bến xe đây, phòng vé. Đó, giỏ sách, mọi người bắt đầu là rai về quê. Đi. Cà Mau, Sóc Trăng về liền nè, Hộ Phòng, Năm Căn, Cà Mau, Văn Lan, Thốt Nốt, Ô Môn, Châu Đốc, Hà Tiên, Cần Thơ, Bến Tre. Cạnh bến xe đó, Sunny sẽ dòng ở lên phía trên. Chị đó cũng rất là vui. Reo hò, Cà Mau, Phương Thảo, hãng xe Phương Thảo đó về liền. Phòng vé thì nói chung là cũng vắng anh chị, nó cũng không có đông. Người ta về hết rồi. Đó, những chiếc xe rời bến đó. Em đang nghe một chút.
Cho bây giờ mình quẹo lại anh chị ha. Giờ mình sẽ đi vào bến xe để anh chị coi bến xe có nhộn nhịp những chuyến xe xuất bến về bến như thế nào. Bây giờ mới thấy bắt đầu là cũng có khách về rồi đó. Mấy bữa thì vắng. Bây giờ xe còn đông nó chưa chạy mà. À, đây là một hãng Phương Trang này, đi rất là nhiều cái tuyến Cần Thơ, Ô Môn, Bình Minh, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Vị Thanh. Nhiều lắm. Trai mua bà sợ không? Dạ không à. Trần Đề, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Long Phú, Ngã Bảy, Ngã Năm, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc. Đó. Rồi mình đi vào. À, đây là về bến nè anh chị. Đây đây con đường những chiếc xe về bến. Khi vào đây thì giống như là mình phải mua vé. Ở bên trái nè, dành cho những người mà gửi xe. Người ta về đó à, người ta gửi xe ở qua đêm ở đây. Bốn ngàn lượt xe nè. Thổi thối à. Rồi à, chúng ta cùng nhau đi một vòng nha. Có thể là đây một cái video clip để cập nhật tình hình thế, tình hình Sài Gòn những cái dịp xuân sắp tới để anh chị hình dung. Chứ cũng video của Sunny thì ít tương tác với ai lắm. Tự mình trải nghiệm, tự mình nhìn ngó và nhận xét. Và anh chị cũng có những cái nhận xét cùng với Sunny nha. Đó, chuyến xe về bến, hành khách. Cái chuyến này là Cần Thơ về nè anh chị, đó hàng ta để phía dưới. Xe mới lạnh. Rồi thôi chúng ta đi vô bên trong nữa nha. Lớn lên 60 thôi. Đi tiếp đón xe 150 trên đi về đến Hoa Trang. Tay dễ thôi. À, đây là cái bãi trả khách những chuyến xe về, trả khách nơi đây. Thì nơi đây thì sẽ có những anh taxi, xe đa ôm. Xe công nghệ thì không có vào đây được nha anh chị. Có bến bãi đó, hành khách. Xe thành bưởi, cái này là đi Cần Thơ nè. Cần Thơ bắt đầu họ về nè. Đây là chuyến về. Anh chị có bao giờ kỷ niệm những chiếc xe này chưa? Trải nghiệm xe giường nằm. Phương Trang.
Bây giờ bến xe nhìn nó cũng sạch sẽ hơn xưa anh chị ha. À, máy trái thì anh chị có những cái chuyến xe bus để đi các quận, các huyện. Bây giờ thì theo cái số anh chị, ký hiệu xe thì theo số, mỗi số thì nó sẽ đi những quận, huyện khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì anh chị có một cái app, hoặc là mình buồn buồn thì mình lên app thử mình coi anh chị, để mình tham khảo cái số. Đó là bus map B bò U S M A V ở trên cái app của điện thoại Android hoặc là iOS, thì tải cái app đó về, nó dễ lắm. Mình cứ đứng đâu thì mình cứ xác định địa điểm, rồi thấy mình muốn tới đâu thì nó sẽ gợi ý cho mình là chạm số mấy, đón xe gì, số mấy. Ngày hôm nay thì có những cái từ ngữ như là rất là kêu, ví dụ như là chuyên cơ mặt đất, xe Tuấn Ngọc, chuyên cơ mặt đất, rất là kêu. Để lát đi vòng coi chuyên cơ mặt đất này đi đâu. Xe bây giờ thì đa số thì anh chị nói xe này nhập hay là sao, sản xuất trong nước. Ví dụ là xe Hyundai, họ lắp ráp trong nước, cái công ty nhà máy đặt tại Việt Nam. Giờ ít xe nhập lắm, xe toàn lắp ráp trong nước, người ta đợi. Tuấn Nga, Tuyết Hon. Tuyết Hon này đi là Kiên Giang. Đây, chiếc xe bìa chuyên cơ mặt đất màu vàng sẽ đi đâu? Kiên Giang, đi Kiên Giang. Còn mé bên đây là Thành Bưởi, đi Cần Thơ. Thành Bưởi là đi Cần Thơ. Còn ở Đà Lạt thì mình ra bến xe miền Đông. Đây là nguyên một cái dàn xe Phương Trang. Xe Phương Trang là một cái hãng xe đi tất cả các tỉnh miền Tây, miền Đông và miền Trung anh chị. Họ có nhiều tuyến lắm. Chùm đó, xe Phương Trang xuất phát đầu tiên là xe Phương Trang là đi Đà Lạt, chỉ đi Đà Lạt. Nhưng mà sau này thì họ có hệ thống xe, họ mở rộng ra những tuyến để đi miền Đông, miền Tây, miền Trung, kể cả Tây Nguyên. Hà Tiên, Tuấn Nga là đi Hà Tiên, Kiên Giang, xe giường nằm cao cấp. Khi mà đi xe Phương Trang hoặc Thành Bưởi thì họ có những chiếc xe trung chuyển, ví dụ như trung chuyển một cái địa điểm cố định. Xe trung chuyển này ví dụ như ở trên con đường Vê Túc Ký, Lê Hồng Phong là cái điểm dừng cuối, xe đổ về đây để là lên xe trung chuyển để đi về Vê Túc Ký, Lê Hồng Phong, chứ không có đi nhiều nơi anh chị ha, không có đi nhiều nơi, tới công ty của họ thôi, cái trạm đó. Hành khách là coi như là đang đợi chờ, đang đợi chờ đến tuyến của mình, thấy là lên
lên xe khởi hành xuất bến. Toàn Thắng kia, Toàn Thắng Hoa Mai là hai cái hãng xe đi về Vũng Tàu. Sunny cũng có cái video trải nghiệm đi vào mua vé rồi đi xe Toàn Thắng Hoa Mai để về Vũng Tàu. Đối với xe đi về Vũng Tàu thì có ba nơi, đó là bến xe miền Đông, chợ Bến Thành và bến xe miền Tây. Phương tiện đi về Vũng Tàu thì bây giờ cũng nhiều lắm. Mình có thể là đi đường bộ, cụ thể là mình đi xe khách miền Tây, miền Đông, chợ Bến Thành. Có thể đi đường thủy, làm đi tàu cao tốc bến Bạch Đằng về với khu vực Bãi Trước. Hoặc là mình có trải nghiệm, chúng ta đi xe về Cần Giờ, rồi từ Cần Giờ đó có chuyến phà hoặc là chuyến đò ngang tùy mình, để mình tới Bến Định, Bến Định, Bến Đá đó. Dễ dàng đi lại. Chứ ngày xưa thì nó đi rồi cũng khó khăn, cái thời gian bao cấp đó. Đây là nguyên một cái phòng vé của xe Phương Trang hành khách phục vụ khách giờ đó, có phòng máy lạnh. Rồi, đó là tình hình của xa cảng miền Tây ngày trước và ngày hôm nay trong cái đợt dịch cúm thì như thế nào, và chúng ta sẽ bắt đầu rời xa cảng miền Tây để chúng ta về với chợ An Lạc. Xe Phương Trang bắt đầu xuất bến, đưa những người con về quê ăn Tết. Xe cộ đông, anh chị thấy đông không? Quá đông, nườm nượp luôn á. Rồi, về chợ ở Sài Gòn ngày hôm nay đó thì có rất là nhiều chợ, những chợ xưa cũ mà có lịch sử cả hơn 50 năm đó thì vẫn còn tồn tại. Song song đó có những cái chợ tự phát, chợ phường, ôi thôi nhiều cái chợ lắm. Nhiều lúc trên con đường về đó, đường về nhà chiều tan ca, có những chiếc xe ba gác, xe lôi á, người ta chất đồ lên, người ta có những cái lo mà rau mà rối loạn cả một cái con đường. Nên cái chợ ngày hôm nay vắng hơn xưa rất là nhiều, đặc biệt trong lòng chợ, các tiểu thương ngồi đó đợi khách. Sinh y thường dùng cái câu đùa là lạy ông đi qua, lạy bà đi lại mua giùm. Thời điểm này thì cái việc mua bán nó có nhiều cái mô hình, bán hàng trực tiếp, bán hàng online, nên cái sự cạnh tranh cũng rất là khốc liệt, có những cái kênh phân phối nhiều lắm, như là siêu thị nè, chợ tự phát nè, mo nè. Và qua cái dịch vừa qua, thời gian giãn cách ở nhà thì con người thay đổi hành vi mua sắm, họ bắt đầu làm quen với mua online, giao tận nơi nhờ shipper.
nên cái chợ ngày hôm nay thì nó vắng, chỉ là bán thức ăn hàng ngày, phục vụ cuộc sống hàng ngày thôi. Còn đối với khu vực trung tâm thì những cái chợ, những cái khu bán đồ lưu niệm thì năm nay dịch cúm thì không có khách nước ngoài nè, không có kiều bào, nên thật sự mà nói nó vắng lắm. Nó vắng vẻ mà có thể dùng từ là thảm thương. Khi mà gia đình mình có một cái sạp chợ Bến Thành đi, mình ví dụ như thế thì mình sẽ thấu hiểu cái điều đó nhiều hơn. Khi mà thấu hiểu thì mình cảm thấy thương hơn. Khi mà thấu hiểu thì mình sẽ đặt cương vị cho mình sẽ tìm ra giải pháp. Xin đi lại thích như thế. Khi mà mình như người ta coi, mình sẽ giải pháp là gì? Thế là gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng những cái ý tưởng, từ đó phát thảo ra sẽ làm gì tiếp theo. Phát thảo ra tờ giấy và thế thực hiện. Và đưa một cái deadline, khi nào xong, kết quả đo lường như thế nào đó. Thường thường là sinh y ưa có một cái tật như thế, ưa tự đặt mình vào người khác để mình xử lý như thế nào đó. Con đường này rộng anh chị ha, cách đây khoảng đâu 6-7 năm về trước á, chính vì con đường này mở rộng nên ở kia có trạm thu phí, nhưng mà khi mà thu đủ rồi người ta dỡ cái trạm mà thu phí ra. Quần áo nè, áo dài, áo đồ bộ. Đây là một cái mảnh đất Sinco. Mảnh đất này là mảnh đất vàng đó. Vào lại cũng lâu lắm rồi. Đi vào trong đây cũng là một cái xóm. Để hôm nào Sinh Y sẽ mạo muội sẽ đi vào đó nha. Có nên đi vào không ta? Cứ đi vào đi, con đường Sinco, để coi con đường Sinco để anh chị biết cái khu vực này như thế nào. Video này nó cũng hơi dài nha anh chị ha, mình coi cái không khí Tết ở xa cảng miền Tây rồi đi tới những cái khu vực này, có thể là anh chị chưa bao giờ đi qua, mình đi để mình biết thêm thông qua cái video clip này. Phơi đồ ở đây nó bụi, phơi rổ. Hãy xin cô là mình sẽ đi đâu? Ở đây có một cái con kênh, con mương. Ở đây có một cái chợ. Cái chợ này nó có chợ tự phát. Rồi, khu vực này là nhà trọ nhiều anh chị. Để coi đi đâu ha. Ngày xưa thì làm gì có những cái khu này anh chị. Cái khu này nó sát với lại cái khu dân cư tên lửa Hoành Đai Trong. Tại sao gọi là tên lửa? Hỏa tiễn đó. Ngày xưa có một cái trại, danh trại tên lửa, danh trại hỏa tiễn đó, đóng ở đó, người ta gọi là tên lửa, nên gọi là khu dân cư tên lửa Hoành Đai Trong. Khu dân cư vùng ven, Sunny đang tìm kiếm một con đường để quay quẹo lại đây.
không có con đường quẹo lại, thôi xin đi quẹo lại nha. Ở đây nhà trọ nhiều lắm, nhà trọ cho công nhân á họ ở. Xin đi chạy nhanh chút xíu nha. Quần áo bán la liệt. Hồi xưa ở đây là đồng ruộng ao hồ không, chứ làm gì có khu dân cư này. Tới cái chợ. Chợ thì ngày hôm nay bán đủ thứ anh chị, quan trọng là mình có tiền hay không thôi. Mình quẹo qua đây, chợ đây có một cái dòng kênh nè, để quẹo về coi đi đâu nha. Xin lỗi anh chị, anh thấy cái này là một cái clip để mình trải nghiệm thôi. Ở đây có một cái dòng kênh nước đen, đi ở đây thì nó hơi nặng mùi. Thôi thật chứ anh chị, thì lần đầu tiên thì Sunny đi vào, mới đi vào đây đó. Mé bên trái là dãy nhà trọ ở men theo dòng kênh. Con đường này cũng hay đó ha, dòng kênh mà nó sạch sẽ thì hay. Chỗ đây thu mua dê chai. Ai mua dây chai dép đứt mũ bể bán không? Trời, nước đen thui. Chỗ kia như bị tắt đường rồi, đang làm cái công trình bị tắt đường rồi. Bị tắt đường rồi anh chị ơi, không có vào được. Hôm nay không đi ra được. Đây, cái dòng kênh nước đen đen gì để đi vào nhà đó. Một phát hiện thật là thú vị. Thôi mình đi ra anh chị ha, không là bữa nào đi lại để xin đi khám phá các con đường đó đi đâu. Cái tính xin đi ưa tò mò lắm. Rồi chúng ta chạy nhanh hơn chút xíu. Hàng dừa la đà trong gió, bên một cái dòng kênh, ước gì dòng kênh này trong xanh thì hay quá. Nó nghe mùi nặng lắm anh chị, ô nhiễm mà. Cũng người dân ở khu vực này có thể là họ cũng chịu đựng riết quen luôn. Rồi chúng ta đi ra về với An Lạc. Xa xa là chung cư, ở khu vực này bắt đầu là chung cư nhiều lắm.
hôm nào là Cindy sẽ đi lại con khu vực con đường đó để gửi tới anh chị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về An Lạc. Khu này nó không có gì nên Cindy cũng chạy nhanh chút xíu. Rồi nếu mà chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ ra Bồn Binh An Lạc, nó giao với lại quốc lộ 1A. Ngày xưa gọi là xa lộ Đại Hàng. Rồi Cindy sẽ quẹo trái, đây là con đường Hồ Học Lãm để chúng ta ra bến phà Phú Định. Xe tải xe hàng nhiều lắm anh chị, đi xe Sài Gòn cũng cẩn thận lắm, nhìn trước nhìn sau. Đôi khi là Cindy vì cái xe cộ như thế này nên Cindy ưa nói cà lâm lắm, nhiều lúc là dùng từ không chuẩn. Ví dụ mình định nói là cái gì đó nhưng mà tự nhiên là xe tới mà hết hồn, mình nói cái xe, đáng lẽ phải chiếc xe. Nên những từ ngữ á, nếu mà anh chị xem mà có sai thì anh chị thông cảm. Ưa cà lâm lắm là hết hồn. Mình đang nghĩ nói cái này, mình định nói cái này. Rồi tự nhiên mình thấy chiếc xe, cái xe. Đáng lẽ là chiếc xe, mình chơi cái xe luôn. Tại vì Cindy muốn là có một cái cảm xúc thật. Chứ về lòng tiếng thật sự mà nói về lòng tiếng thì nó dễ lắm. Copy trên báo hoặc là viết ra rồi xong mình sẽ chia sẻ bằng những cái câu mình viết ra cho một chút xíu một cái gì đó biểu cảm trong lời nói, mình thấy là ra trôi chảy thôi. Thôi nhưng mà cái đó nó mất cái cảm xúc của mình đi. Nên Cindy cũng không thực hiện. Đây cái chợ. Rồi Cindy sẽ không biết cái chợ này như thế nào, Cindy cũng là lần đầu tiên. Nên anh chị cùng anh chị chúng ta vào chợ chúng ta thử xem ha, trong cái khu vực đó người ta buôn bán rồi sinh sống như thế nào. Đó bắt đầu quà Tết nè. Quà Tết. Đó, những cái quà Tết có giá đàng hoàng niêm yết. Một cái phần quà như thế ta ghi là 260.000, 275.000. Bây giờ mình sẽ đi vào chợ nha. Vào chợ. Chợ khu phố 2. Vào chợ. Rồi, chợ này cũng quá nhộn nhịp đó chứ. Thứ hết chợ này nhộn nhịp quá. Lần đầu tiên Cindy mới vào đây đó. Rồi đây khu vực bán thịt, bán cá, bán mắm, nhà tôn, nhà thiết, lồng chợ nè. Đâu đây để coi coi. Không bỏ nữa.
trời, ở đây lòng chợ bỏ hoang luôn nè, không có ai mà kinh doanh hết, trời ở đây lòng chợ luôn nè, thấy chưa, uổng ghê thiệt đó. Lòng chợ người ta xây kiosk đó, bỏ hoang hết. Bữa nay mới đi được vào vô đây đó anh chị. Rồi mình đi thẳng coi, không biết đi đâu nha anh chị ha. Có thể bị mắc kẹt. Mái trái là một cái dòng kênh. Nhà cửa thì tạm bợ sập sệ. Ở kia là một con đường gì nữa đây? Kia là một con đường lớn thì không biết đi đâu. Để đón coi. Nhiều lúc ngơ ngơ ngáo ngáo luôn anh chị. Đi ngõ này coi. Trời, cái chợ anh chị thấy không, chợ hoang vu luôn, chợ hoang không có người. Đi đây giống như mình về dưới quê anh chị. Không biết có bít đường hay không. Bít rồi. Người ta còn nuôi cá nữa mà. Thôi mình quay về cái chợ cũ anh chị ha, đi một vòng vòng để bữa nào Sunny xác định nè cho nó rõ ràng, là Sunny sẽ mời anh chị chúng ta trải nghiệm cái khu vực này, rồi xác định trên bản đồ khu vực nào để anh chị biết nó nằm ở đâu ở Sài Gòn, rồi chúng ta quẹo lại con đường cũ. Video clip này dài nhưng mà để anh chị nhìn thấy cuộc sống, cái khu vực xóm nghèo. Đó cái chợ nè, chợ bỏ hoang nè.
chợ này buôn bán nhộn nhịp ghê đó chứ. Rồi, đâu có ngờ đâu. Rồi, mình ra đường rồi. Quá nhộn nhịp anh gì, không ngờ chợ này quá nhộn nhịp. Chợ An Lạc, chợ khu phố 2. Rồi, Sunny cũng rất là vui đã mời anh chị chúng ta đi từ xa cảng miền Tây để coi cái không khí và khám phá những cái vùng đất mới mà Sunny cũng chưa bao giờ mà đi nhiều, mà chưa bao giờ đi vào những cái khu vực đó. Và để biết thêm, mà chúng ta cùng nhau để biết thêm một cái chợ, một cái khu dân cư của Sài Gòn ngày hôm nay là như thế nào. Rồi, đi thẳng là ra bến phà Phú Định, và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui được chở anh chị lang thang vòng vòng để ngắm phố xá Sài Gòn trong những cái ngày giáp Tết. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video clip sau, và cũng không quên kính chúc cô chú anh chị cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào, bye bye.